Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh vlog của mình. Nha Trang giờ này trời rất hay mưa, thời tiết cũng mát mẻ hơn. Đây chính là lúc thích hợp để thưởng thức một món lẩu nóng hổi. Và lựa chọn của mình ngày hôm nay chính là lẩu cá kèo. Nhắc đến lẩu cá kèo Nha Trang thì không thể không nói đến Linh Cá Kèo. Quán lẩu Linh Cá Kèo chắc hẳn đã không còn xa lạ với người dân nơi đây. Chính vì vậy, quán cực kỳ hút khách và thường thì rất là dễ hết chỗ ngồi. Nếu có thể, bạn hãy sắp xếp thời gian và đến sớm để có một chỗ ngồi ưng ý nhé. Dù quán đông nhưng bạn hãy yên tâm về chất lượng dịch vụ tại đây. Quán có chỗ ngồi rất rộng rãi và thoải mái, phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình và gặp gỡ bạn bè. Mình gọi món best seller của quán là món lẩu cá kèo, ngoài ra còn gọi thêm món bánh tráng cuốn trảng vàng. Phần lẩu ở đây có hương vị chua cay lạ miệng, rất đậm đà và ăn không hề bị ngán, kết hợp cùng với nhiều loại rau sống ăn kèm làm tăng độ thanh mát cho món ăn. Phần cá thì cực kỳ tươi, ngon và ngọt thịt. Lẩu cá kèo nếu không được ăn kèm các loại rau thì sẽ là một thiếu sót lớn. Một dĩa rau lẩu cá kèo thì bao gồm rau nhút, rau đắng, rau muống, bông bí, khoai chuối, hoa lý, giá, bông điên điển, bông súng, có rất là nhiều loại rau cho bạn lựa chọn. Còn đây là món bánh tráng phơi xương trảng bàng cuốn với tai heo và rau rừng rồi chấm với mắm nêm. Bạn cuộn tất cả nguyên liệu lại, chấm và mắm nêm, cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được rõ từng hương vị hòa quyện với nhau một cách vô cùng khó cưỡng. Lẩu cá kèo là một món ăn đậm chất miền Tây sông nước, nước dùng chua chua, chút vị ớt cay nồng, cá kèo vừa chín tới, ăn kèm với bún thì quá đã, ngày mưa mà có một nồi lẩu cá kèo thì thật sự là hết ý. Lẩu cá kèo được nhiều người ưa chuộng và yêu thích, không chỉ trong những ngày mưa mà lâu lâu đem lại sự gợi nhớ trong lòng những người con xa quê. Vị ngọt của cá kèo, vị thanh mát của những loại rau đi kèm, đó là một sự kết hợp tuyệt vời không gì sánh bằng.
Ngoài các kèo ra thì quán này còn có rất nhiều món ăn khác để bạn lựa chọn. Địa chỉ của quán nằm ở số 14 Pasteur, phường Xuân Quang, thành phố Nha Trang. Còn đây là tổng thiệt hại cho bữa ăn của mình. Sau khi ăn uống no nê, mình muốn trải nghiệm thêm một cảm giác chill chill một chút. Và lựa chọn tiếp theo của mình là nhà hàng Vosjäger Natural One ở số 42 Bửu Đóa, phường Phước Long, thành phố Nha Trang. Ngay từ những bước chân đầu tiên, mình đã cảm thấy ấn tượng với lối kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phong cách châu Âu thanh lịch cùng nét Á Đông nguyên bản. Nhà hàng Vosjäger Natural One là một địa điểm hoàn hảo bạn nên ghé thăm khi đến với thành phố Nha Trang xinh đẹp này. Nhà hàng có một không gian sân vườn rộng rãi, bạn sẽ được ngồi giữa không gian ngoài trời thoáng mát, nghe chút nhạc du dương, thưởng thức hương vị hải sản tươi ngon, tất cả tạo nên một kỳ nghỉ trọn vẹn, không chỉ riêng với bạn mà còn cho cả bạn bè, gia đình và người thương nữa. Mình rất thích không gian nhà hàng ở đây, rộng rãi vừa đủ, sang trọng vừa đủ, không khí tươi mới, đem lại một cảm giác thoải mái khi bước vào đây. Không gian nhà hàng như muốn gửi gắm cho các thực khách, ẩn ý vào một hải trình phiêu lưu vị giác đầy hấp dẫn với menu các món ăn đa dạng từ Âu sang Á. Bản thân mình rất thích những nhà hàng mà ở đó không chỉ đem lại cho bạn một món ăn ngon mà đằng sau đó là cả một sự chỉnh chu và tâm huyết. Mình có gọi món súp nghêu khoai tây phô mai, còn nghêu tươi kết hợp với hương vị ngậy ngậy ngọt ngào của phô mai khiến cho món ăn trở thành một lựa chọn tuyệt vời. Tiếp theo là món mì ý phô mai hải sản, dĩa mì ý carbonara thơm ngon, béo ngậy, sợi mì dai dai, không hề bị bở, kết hợp cùng với hải sản, thơm lừng, đậm đà vô cùng hấp dẫn. Nhà hàng Vosjäger Natural One chính là điểm đến cuối trong buổi tối hôm nay của mình. Đây là địa chỉ mà mình rất yêu thích và vô cùng muốn giới thiệu cho các bạn. Nếu như các bạn yêu mến thành phố Nha Trang và muốn biết thêm những địa điểm ăn uống vui chơi ở đây thì đừng ngại ngần like và subscribe cho kênh của mình nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye!